Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Văn Hùng, năm nay tôi 41 tuổi. Tôi biết đến phòng khám nha khoa Thùy Anh này để qua để điều trị về bệnh khớp thái dương hàm. Thì trước đây thì tôi cũng không bao giờ mình nghĩ là mình bị mắc cái chứng bệnh như này, vì thực sự cái thông tin về cái bệnh này nó cũng không nhiều. Đấy, thì sau khi là trước đây khi mình chưa bị bệnh, nó chưa đau ấy, thì mọi người khi chụp ảnh cứ nói rằng mình tại sao là cái mặt của mình nó bị lệch, môi nó bị lệch, thì mình cũng không hiểu tại sao. Thế sau khi đi khám, sau khi nó đau thì mình cũng rất là chủ quan, thì mình nghĩ nó đau bình thường thôi, như đau khớp bình thường thôi, thì tôi cũng có uống giảm đau thì nó cũng có đỡ, và ngày hôm sau đau lại. Và đến lúc khi mà nó đau thì mình há mồm ra, mình không, nói chung là nói hoặc là mình động tác mình nuốt nước bọt, hoặc là mình ăn hoặc mình há miệng để mình ăn là mình không há được. Thì lúc đấy thì mình mới tìm hiểu cái thông tin là tại sao mình bị mắc cái bệnh đó, và khi mình cứ há miệng ngậm miệng vào thì nó phát hiện ra cái tiếng kêu ở bên thái dương này. Đó, thì mình tìm hiểu thông tin thì mình biết đến phòng khám nha khoa Thùy Anh. Thực ra mình cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng, nhưng mà cũng rất ít thông tin về các cái phòng khám để điều trị cái bệnh này, và mình đã qua phòng khám nha khoa Thùy Anh để mình điều trị. Sau thời gian điều trị khoảng 5 tháng thì hiện tại thì mình cũng thấy là cái bệnh của mình nó cũng ổn định và không đau nữa. Mình cũng có thể là nói, cười, rồi là ăn uống các cái đồ cứng, tương đối cứng được rồi. Thực ra trước đây thì mình nghĩ nó bình thường, nhưng khi bắt đầu nó đau thì thực sự là nó rất cảm thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như ngủ mình cũng đau và há miệng nuốt nước bọt, ăn uống không ăn được. Nói chung cử động nó liên quan đến cả cái bệnh là mình đau, đau đầu này, nhức đầu, mỏi vai gáy này. Và đặc biệt là cái miệng của mình nó uống nước cũng không há được miệng. Há miệng ra, cố há miệng để uống nước thôi, thậm chí đôi khi còn phải dùng ống hút thì mới há được. Đấy, và ăn uống là lúc đấy chỉ có ăn cháo thôi. Đó, thì mình qua đây điều trị thì được theo cái liệu trình điều trị của bác sĩ chăm sóc, bác sĩ Tùng và y bác sĩ ở phòng khám nha khoa Thùy Anh thì cũng chăm sóc rất là tận tình, và mình tuân theo các cái quy trình, các cái giai đoạn, thời điểm hẹn để mình qua tái khám, và các cái phương pháp như là tập về khớp thái dương hàm. Và bác sĩ, y bác sĩ ở đây rất tận tình, giúp đỡ và hỏi thăm cái bệnh tình của mình thường xuyên, và có cái liệu trình điều trị kịp thời. Cho nên đến nay hiện tại thì mình thấy là cái bệnh của mình nó ổn định và không đau nữa. Cái dễ nhận thấy nhất của mình là ngay sau khi mình đau và qua phòng khám thì bác sĩ Tùng đã có thể đã lắng chỉnh lại, thì mình về mình ngay sau đó mình đã há được miệng rồi. Mình há được miệng bình thường như bình thường. Tuy nhiên là nó vẫn hơi đau và nó kêu ở cái khớp thái dương hàm vì nó chưa ổn định. Sau đó bác sĩ đã làm cho mình cái máng nhai và điều chỉnh dần dần để nó ổn định cái khớp của mình. Hiện nay thì mình thấy ổn định và nó như bình thường. Trước đây mình không bị sao nữa, tức là mình hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cái vấn đề được nhất đây mình thấy rằng hiện tại cái gương mặt của mình sau khi mình ngậm miệng và mình soi gương là nó không bị lệch nữa, không bị lệch mặt. Và ai cũng cái đấy, cả người nhà mình cũng cảm nhận được. Mà trước đây mình không bao giờ mình nghĩ rằng tại sao là mình cứ nghĩ rằng tại sao lại bị cái bệnh này, mình không có ngã. Tức là như các cụ ngày xưa cứ nói là, và anh em hay nói đấm lệch quai hàm đấy, thì mình nghĩ là mình không va chạm, không ngã, tại sao lại bị cái bệnh này. Đấy, thì cũng đôi khi thì nó có nhiều cái nó đến, nó giống như một cái quá trình tích lũy bệnh, thì nó cứ dần dần và nó tịnh tiến. Cái khớp cũng giống như mình có tuổi, nó yếu dần và nó tịnh tiến, nó lệch dần thôi. Thì cũng rất mong rằng là mọi người lưu ý cái bệnh này, và khi mà mình có cái biểu hiện thì mình lên đi khám sớm để có thể mình điều trị, tránh cái chuyện nó sau này nó biến chứng quá nặng, thì việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Thực sự là mình cũng đi khám nhiều phòng khám, nhưng sau khi mà đến cái phòng khám này, phòng khám của nha khoa Thùy Anh, thì được sự điều trị của bác sĩ Tùng cũng như đội ngũ nhân viên y tế của phòng khám, thì mình thấy rằng là phòng khám rất là nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, và cái thái độ rất là nhẹ nhàng, và chăm sóc lịch định kỳ, hẹn nhắc lịch rất là chu đáo, cẩn thận. Mình rất hài lòng. Về đánh giá cái thái độ phục vụ cũng như là cái uy tín thì mình đánh giá là 10/10. Thực sự là khi đến đây thì mình rất hài lòng, mình không có cái điểm gì chê trách hay không hài lòng cả. Hoàn toàn hài lòng về cách khám chữa bệnh cũng như thái độ phục vụ của phòng khám nha khoa Thùy Anh.